Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Lê Khắc Thành, sinh năm 1953, hộ khẩu thường trú tại số nhà 28 phố Đức Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Thị Hải, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa là đối tượng Vũ Thị Hải, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 và 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chế chấp qua đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện